Bằng Kiều đau xót báo tin người thân qua đời sau việc gửi lời chia buồn. Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Bằng Kiều đăng tải bức ảnh hình hoa sen màu đen kèm theo dòng chia sẻ đau buồn về thông báo tin tức người thân đã qua đời. Mở lên thiên đàng với bà và bố và anh thắng, anh lợi, cả nhà yêu mợ, nam ca sĩ viết. Theo đó. Người thân qua đời mà nam ca sĩ Bằng Kiều đề cập đến chính là mợ của anh. Mặc dù đau lòng trước tin người mợ yêu quý mất, nhưng nam ca sĩ vẫn cảm thấy may mắn vì trên thiên đàng còn có bà, có bố và anh Thắng, anh Lợi, nên mợ sẽ không thấy cô đơn. Có thể thấy, Bằng Kiều dành tình cảm vô cùng sâu sắc cho người mợ mới mất trên. Ngoài dòng trạng thái thương tiếc trên, giọng ca con mơ băng giá không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về sự qua đời của người mợ trên. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp như Tóc Tiên, Đông Nhi, Vũ Hà, Thanh Thảo với hàng loạt người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình bằng kiều đồng thời hy vọng nam ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất người thân